hai vợ chồng lúc đó khó khăn lắm, còn có 100.000 trong túi à. Chồng em đỡ đẻ cho, không có đi viện gì. Chồng em đỡ đẻ cho em? Dạ, đỡ đẻ ở trong phòng trọ. Trong phòng trọ. Dạ. Sao lại không đi viện mà phải chồng em? Không có tiền á, còn có 100.000 à. Em là người đỡ đẻ cho vợ. Tại vì tiền không có, chỉ có duy nhất 100.000 trong túi á. Em cũng không vay mượn được với ai. Với lại không có tiền nữa nên em cũng liều thôi chứ không biết làm sao. Chỉ biết đỡ đẻ là đỡ đẻ thôi. Thì em cũng mới lấy vợ chứ được gần 2 năm rồi đây. Cũng chưa từng mà đỡ đẻ cho ai bao giờ á. Đúng rồi. Dạ. Thì em chưa biết lu nó sợ, đang sợ sệt nhưng mà em bắt buộc em phải đỡ đẻ chứ không có ai. Nó trời mưa, trời gió rồi kiệt sức nữa, đi không nổi. Cái bắt đầu cái bên từ thiện gặp rồi mới đưa lên xe đi đưa về đây á. Thì ai cũng biết là khó khăn, ai cũng không có đi làm được, nhưng mà người ta gom góp, người cho 100, người cho 50.000, người ta cho đồ ăn rồi cho thịt cá. Có nguyên ngày hôm qua là mưa từ hồi lúc 4 giờ sáng tới gặp tới Đà Nẵng còn mưa nữa. Cái nhìn thấy bé nó thương, nó đau lắm, cái em cũng khóc luôn nhưng mà không biết làm sao luôn. Tại vì nếu mà không đi kịp á, không đi theo đoàn á, thì mình không biết đường về. Bọn em dân tộc Thái. Thì bây giờ hôm nay thế này, anh gặp em ở đây vô tình thì anh xin thay mặt cho nhà hảo tâm xin ủng hộ cho em là 3 triệu đồng nhá. Dạ. Em rất là vui mừng khi đã trở về với quê hương của mình. Dù không có như là về tới mình thì ăn cái gì cũng được, miễn sao là được về quê.